Đây là con gì? Con này rất nhiều người không biết, nhưng mà khi ra bãi Đồi Nhái thì các bạn gặp con này rất là nhiều. Đây là con ốc móng tay tím. Mò Cua Bắt Ốc TV xin chào các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng tiếp tục ra biển Vũng Tàu. Trước tiên là mình vừa ra tới biển thì mình gặp ngay một con nghêu vàng như vậy. Theo các bạn thì có nên bắt hay không? Nên hay không thì trước tiên cứ bỏ nó vào xô đã, rồi tính sau nhé. Con thứ hai là mình gặp đó là con sao biển. Con này ở Việt Nam thì ít người ăn lắm, nhưng mà ở Trung Quốc thì rất là nhiều người ăn. Ở Việt Nam mình chỉ bắt con này về ngâm rượu chữa bệnh đau lưng thôi. Còn ở Trung Quốc họ làm ẩm thực, họ nêm chiên giòn luôn nhé. Ở Việt Nam mình ăn con này cũng khá là nhiều này các bạn. Đây là con tôm tít sữa. Con tôm tít sữa thì ở Việt Nam thì rất là nhiều người đi bắt, tại vì bắt con này cũng khá là đơn giản. Đấy, các bạn thấy mình đang bắt không? Mình chỉ cần một cây ống hút thôi, rồi mình đi tìm một cái miệng hang của nó, là mình đặt cây ống hút xuống, mình hút hút lên là mình sẽ bắt được cái con tôm tít như vậy. Thì một hai con tôm tít này thì thường nó có hai con, cái mùa sinh sản thì nó có hai con, nhưng mà hang này thì mình hút lên được có một con, thì có lẽ đây chưa phải là mùa sinh sản của tôm tít, đó gọi là tôm tít sữa như các bạn. Ngoài tôm tít sữa ra, các bạn còn thấy rất là nhiều cái con này ở bãi biển Đồi Nhái Vũng Tàu này, đó là gọi là con ngao bay. Đây cũng là một hang tôm tít sữa nữa. Hang này thì cũng khá giống với ốc móng tay. Ốc móng tay thì cái miệng hang nó cũng dẹp dẹp như vậy này. Đấy, nếu mà các bạn nghi ngờ thì các bạn có thể xịt muối xuống giống mình, nhưng mà mình nghĩ không phải, đây có lẽ là một hang tôm tít sữa nữa là các bạn. Đây bây giờ để mình dùng một cây ống hút mình hút cho các bạn xem. Tại vì hang ốc móng tay thì bên dưới nó vẫn là dẹp dẹp chứ nó không có tròn tròn như vậy. Bây giờ mình sẽ hút thử con này cho các bạn xem. Mình đoán đây 100% là hang tôm tít sữa. Tôm tít sữa ở đây thì có quanh năm các bạn, nhưng mà mùa sinh sản thì một hang nó có hai con. Đây, cái con này có lẽ là nó nằm vào cái đường nhấn ống hút của mình nên là nó bị xỉu rồi. Con tôm tít sữa này thì nó cũng không có lớn lắm đâu, cỡ như vậy thôi, nó cũng không có to hẳn như con loài tôm tít thường mà các bạn hay thấy ngoài chợ đâu. Tôm tít sữa này thì các bạn ra chợ thì ít thấy người bán lắm, hầu như là không có ai bán luôn. Nhưng mà khi các bạn ra biển thì các bạn bắt được con này rất là nhiều và rất là dễ, nên là khi ra biển Vũng Tàu các bạn sẽ thấy rất là nhiều người cầm cái cây ống hút như vậy này, là họ đi bắt tôm tít sữa đấy. Bắt tôm tít sữa này thì cũng có nhiều cách bắt, nhưng mà bắt bằng ống hút là một cách bắt gọi là nhanh nhất và tiện lợi nhất, và giúp cho con tôm tít sữa được tươi và được sống lâu nhất. Các bạn chỉ cần hút nó lên xong rồi các bạn múc một ít nước biển, thả con tôm tít sữa này vô, nó có thể sống ở trong cái nước biển mà các bạn múc nó khoảng cỡ 4-5 tiếng đồng hồ như vậy. Đây, nhiều con còn nhỏ như vậy và có gạch nha các bạn. Những con có gạch như vậy ăn thịt nó rất là ngon, ăn nó cứng cứng, rất là chắc. Do gọi là tôm tít sữa tại vì nó nhỏ, nhưng mà thực ra cái dòng này, loài tôm tít này nó chỉ nhỏ như vậy thôi. Dòng lớn nó là thuộc về tôm tích vàng hoặc là tôm tích thường khác. Đây, chỗ này bé nhà mình nó mới lên được một con này, đó là con ốc móng tay nè các bạn. Thì khi gặp những cái con ốc móng tay như vậy thì các bạn có muối thì các bạn cứ xịt muối vô. Nhưng mà thường nếu mà dòng ốc móng tay tím á, thì nó đào hang rất là lâu, cái hang của nó chừng khoảng cỡ 10 cm à. Đây, các bạn có thể dùng tay móc hoặc là dùng bay các bạn xúc là cũng có thể lên nó rồi. Còn ốc móng tay đen thì các bạn xịt muối là nó cũng chui lên nha. Đây là con ốc móng tay tím thì các bạn xịt muối thì cũng có con nó chui lên, có con nó không chui lên. Con này thì ăn nó rất là sạn, cho nên các bạn trước khi ăn nó là các bạn phải ngâm nước biển cho nó nhè hết cái cát ra, ngâm khoảng cỡ 3-4 tiếng gì đó nó mới nhè cái cát ra thì các bạn ăn mới được. Ngoài ra khi ra biển Vũng Tàu thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều những cái vùng cát đùn lên như vậy, rất là nhiều bạn không biết là con gì, nhưng mà để mình bới cho các bạn xem thì đây là con ốc mỡ. Con này nó đặc biệt là cái khả năng mà giấu mình dưới cát của nó rất là dở, tại vì nó rất là lỗ thiên như vậy thì đi ai đi mà nhìn dưới cát thì cũng đều có thể bắt được nó hết. Do đó các bạn muốn bắt con ốc mỡ này thì các bạn căn là phải chiều rút, thì các bạn đi sớm các bạn ra đây sẽ tìm và gặp được rất là nhiều những cái con ốc này, tại vì nó đi tới đâu là cái vùng cát chỗ đó nó bị trồi lên, do đó các bạn chỉ cần
biệt vào mùa đó là các bạn đi mà nhìn kỹ, mà đi nhiều các bạn có thể bắt được cả ký nữa. Bình thường các bạn đấy, các bạn cứ để ý cái vùng cát nó có một cái điều gì nó đẩy lên, nhìn cái là phát hiện ra liền, thì bới lên, các bạn cứ mạnh dạn bới lên thì các bạn sẽ thấy được những con ốc mỡ như vậy. Thì ở đây rất là nhiều người đi bắt những cái con ốc mỡ như vậy tại vì nó cũng khá là dễ bắt. Thứ hai là ăn con ốc mỡ như vậy nó rất là ngon. Ốc mỡ này ở ngoài bán cũng khá là mắc nha các bạn. Bắt con này thì rất là dễ đấy, các bạn cứ nhìn này, một vùng cát nó tự nhiên nó bị đùn lên thì các bạn cứ lấy tay các bạn móc đi. Cái cảm giác như đang là móc cua ấy các bạn. Đấy, cứ móc nhìn nó lại lên một con ốc mỡ như vậy. Bắt ốc mỡ như vậy, bạn nào siêng mà đi vào đúng vào cái ổ của ốc mỡ thì các bạn có thể bắt được cả ký là bình thường các bạn ạ. Đấy, đây mình ngồi một chỗ thôi mà mình có thể thấy 2-3 con một chỗ này. Châm nó nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà ăn rất là ngon nha các bạn. Con này đặc biệt là nó không có ngâm cát, các bạn muốn ăn nó các bạn chỉ cần bắt nó xong rồi ngâm nước biển chừng 1-2 tiếng là các bạn có thể ăn nó được. Đặc biệt bắt con này thì các bạn nhìn đi tới đâu là các bạn biết này, thấy không? Nó đi tới đâu là cái cát nhìn rất là dễ. Nên là bắt con này thì ai không có kinh nghiệm bắt cũng ra biển đều bắt được hết, và phải lên mùa của nó nha, các bạn mới bắt được nhiều. Chỉ bắt 1-2 con về cũng không bó làm bữa ăn đâu. Bạn nào muốn cho con mình ra đây trải nghiệm bắt hải sản thì cứ dẫn ra đây, sao biển này, ốc mỡ, tôm tít rất là nhiều. Khi đi các bạn mang theo một cây ống hút này như vậy thì các bạn có thể bắt được rất là nhiều những con tôm tít sữa như vậy. Bắt tôm tít sữa thì có rất là nhiều cách, nhưng mà bắt bằng cây ống hút của mình là cách vừa nhẹ nhàng nhất và đỡ tốn sức nhất. Thực ra câu thì không có tốn sức nhưng mà nó tốn thời gian, tại vì các bạn câu nhiều con nó không chịu chui lên đâu, các bạn phải chờ nó rất là lâu. Cái xác suất bắt nó thành công là rất là thấp. Thì có cái cách bắt bằng cây ống hút này là tiện lợi nhất. Đấy, các bạn chỉ cần nhìn một cái hang như vậy thôi, rồi các bạn cắm ống hút xuống, đặt vuông góc với cái hang đó, rồi các bạn hút thật mạnh lên. Đấy, thì con tôm tít nó sẽ chui lên, nó sẽ bị cái cây ống hút này nó hút lên. Bắt như vậy thì giúp cho con tôm tít sữa nó được tươi ngon hơn, sống được lâu hơn. Thì vừa rồi cũng rất là nhiều bạn comment hỏi mình cái cách làm cái cây ống hút này. Thì thực ra mình có chia sẻ cho các bạn về cái cách làm cây ống hút này trên video trước ở trên kênh của mình rồi. Bạn nào cứ vô kênh của mình xem. Cái cách làm nó rất là dễ và đơn giản thôi. Còn bạn nào mà làm miếng không muốn làm thì các bạn có thể mua nó. Dưới mô tả cái video này mình có đặt cái đường link mua cây ống hút ấy. Bạn nào muốn mua thì có thể nhấn vào đó để mua ủng hộ mình. Bán trên Lazada và Shopee mà. Nói chung là khi ra biển Vũng Tàu thì ngoài gì bắt cá ở trong đăng, các bạn ra ngoài bãi cát thì các bạn có thể bắt được rất là nhiều loại hải sản. Nếu các bạn biết nhìn cái hang của nó và các bạn biết nhận biết cái vùng cát nó như thế nào. Thực ra thì để bắt được những cái con hải sản này nó không có khó, mà cái khó ở đây là các bạn biết được cái chỗ nào có những cái con này để mà các bạn bắt. Rất là nhiều bạn xem sách xô ra biển nhưng mà không có biết được cái chỗ nào để có được con này mà bạn. Mà muốn biết được chỗ nào có con này thì các bạn phải đi nhiều, các bạn phải tìm thì các bạn sẽ thấy được. Thường là chỗ nào nó có một con thì quanh đó nó sẽ có những cái con tiếp theo. Đó mình cứ dựa theo quy luật đó để khi ra biển mình bắt thôi. Rất đơn giản nhưng mà vấn đề là biết chỗ bắt thôi. Chứ cứ đi ra biển đi một hồi mệt quá là cũng về, chẳng bắt được con nào đâu.